Tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn 2024, huyện Bá Thước phấn đấu năm 2024 trồng 545 ha rừng tập trung, 230.000 cây phân tán. Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện Bá Thước cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân xã Lương Ngoại đã ra quân trồng cây xanh tại tuyến đường 523B, khu vực cầu Bến Kẹm.